chào cô chú anh chị nghe. Hiện tại bây giờ Thanh Liêm cùng với bé Mơ đang ngồi ở quán cà phê Cá Coi cả nhà ơi. Ngồi quán cà phê Cá Coi, anh em ngồi uống phê ở đây nè. Em buổi chiều cho xin một like, nụ cười Tết ăn Tết lên thịnh anh chị ơi. Từng cặp tình nhân Việt Nam thủy chung. Đừng giống em. Đeo bánh lên coi. Em có gì buồn nè, em có gì buồn mới nghe coi. Dạ. Anh ai quýnh em ai làm thì anh tin em giùm nha anh cuộc á. Mơ nó cùng đi với bà qua cờ vậy đó. Cho nên tao thứ giùm. Cho mấy người lớn mà tao giúp đỡ mình làm ăn đồ. Tao quýnh đồ tao binh rồi ra. Mơ cá gặp mơ cá mừng lắm cô chú chị. Mơ thưởng lại đây cho cá. Ông ngày 4 ngày nay không cho ăn nè. Đó, thấy chưa. 5 ngày nay không cho ăn nữa, thầy chút cho nó. Gì chưa mơ. Có bạn cho cá ăn không mơ? Cho cái gì học tiêu thầy chúng ăn rộn nè. Dạ. Chút gãi từ từ thôi, em đừng có gãi nhanh quá. Dạ. Anh kêu ra kìa. Em gãi đi quên. Gì? Hỏi tay đi. Thôi em gãi đi. Thôi. Em gãi đi. Thôi em cho ăn đi. Lạ đó. Thôi. Thôi cho ổng à, cho nó. Ừ, đó đó thấy không? Thôi đừng có đổ vậy, từ từ thôi. Giờ cho cá ăn ha. Cho vậy nè, em cho ăn vậy nè. Nó không? Cái đâu mà em đi đổ xuống vậy đâu hay đâu nè. Mình gãi vậy nè, cho cá ăn cô chú anh chị. Đó, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Nha anh chị Tăng thương ảnh giúp cục like nha anh chị Tăng. Ừ. Trời luôn. Quá đẹp luôn hả Mơ? Ha. Cá nghệ sĩ mà. Cá này kêu cá gì Mơ? Biết không? Cá coi hay gì? Cá coi hay cá con? Cá coi, cá con. Ê, cá này ăn được không? Nó có chua được không? Không. Ăn cá, ăn bệnh hả? Cá này cho nuôi kiển nha, ăn uống gì không ơi? Không có ăn hả? Ừ, ăn mà tội ăn được sao? Không, không được đâu. Cá bù hả? Ừ. Cá bù ha? Ừ. Ăn được không? Không. Thì không. Người ta chê đó mà. Cái này mua ở đâu dữ người ta? Cái ghẻ kìa Mơ, nó ghẻ tay đã luôn mà. Cá này hiền. Đã không? Đã. Đó Mơ, cho ăn đi. Ê, anh cho ăn đi, em chơi nè. Em cho ăn đi, gì? Không chơi, nó không có vui, buồn. Cái này ở trên anh có nuôi gì không? Không. Có, cũng có cá, quán phê cá coi cũng có nữa. Làm gì buồn nữa nghe em ơi, buồn hoài à. Bởi vì anh thấy em buồn cho nên nãy giờ anh tính về đó mà anh về không được nè. Tâm sự buồn. Uống nước đi. Uống đi, nè, uống vô. Thôi. Cho cụng nè. Vô, ok. Ông uống hộ ha. Ừ, anh uống gì đó. Con chạy đường này mà mai vậy đó, không có nước uống hả? Em muốn gì em kêu cho. Thôi. Công có xấu, ăn uống mệt phức tạp lắm. Nó cùng. Tao quên đó, xin lỗi cô chú anh chị nha. Bây giờ thì Thanh Liêm với Mơ mới ngồi đây uống nước nè. Cô chú anh chị. Mơ qua đây ngồi đi Mơ. Qua đây ngồi đi, ngược nắng máy không rõ. Qua đây đi. Ừ. Qua đây ngồi nè. Chi vậy? Nó bị ngược nắng. Chị kì á? Ừ, chối. Ngồi ghế đây đi. Bị ngược nắng nó chối. Kì á? Ừ. Mà dám luôn. Đó, vậy rõ nè. Đó, nãy giờ nó bị ngược nắng nè. Đó. Cũng ăn đấu rồi không lo. Thấy chưa? Ông cũng đấu nữa. Nó còn mơ đi đầu xin tiền. Nó biết rồi. Tào lao bắt giác còn mơ cầm tiền lớn xài tào lao. Nó ông biết nói gì luôn á. Biết xài gì. Ông la đó. Thấy không? Thấy buồn không? Cùng với điên không? Tội nghiệp anh đó mà. Tôi thương ông. Thưa anh nào? Thương hả tội nghiệp. Anh em mà thôi đừng có tiếng tội nghiệp tôi thôi. Vợ con nhóc hết trơn. Anh em mình mà. Bên nào tới đồng cho anh ăn thì chua cá đó. Nó thích chuột không? Tội nghiệp Mơ, cô chú anh chị ơi, nãy giờ đang nhớ My quá. Ừ. Mơ, My nó đi bệnh thôi. Ừ. Ăn được cái này nuôi 1 tấn hay gì hả anh? Này sẽ đổ cho ông đầy nhiều vô đây, đổ 1 triệu á. Gãi bên kia cho cám bên kia ăn với Mơ. Dạ. À, tắm cám ban ban ăn nha, tăng tăng. Đó, tao giỡn ha. Tao buồn quá hả? À. Cá ơi, vô lên đi, tao buồn quá cá ơi hả? À. Có lóc cần quay. Thôi ông ơi. Nấu cháo à. Rồi đi chơi xíu tôi đi về luôn quay. Dạ. Ừ. Nhìn chảnh có gì ăn cơm không? Có. Ừ, còn cá bự nè. Ở chảnh em bé có thấy cá này không? Thấy. Sao không thấy mờ của ổng nè. Ừ. Mơ chơi mới biết gì. Vậy là bán cái điện thoại luôn rồi phải không? Dạ. Không chịu mua xài nữa phải không? Không. Sao hả? À? Không biết xài để chi anh ơi, bởi mặt hết trơn à. Xài đồ để cho người ta gọi đến người ta tìm mình. Rồi. Kiếm cái máy của bắp xài chịu không? Thôi, điên, không chịu xài luôn hả? Sao kỳ vậy? Điên chị mất công làm bậy bà, không biết xài đâu. Tại bậy tại bà lúc lạ, điện trúng máy rồi. Tại kêu ra rồi đánh chết rồi. Điện tà la bắt giác nói thiên tàn bà con. Tôi giờ muốn xài, muốn chồng con. Sợ anh hả? Ừ. Anh làm gì đâu sợ. Bự con sợ quá. Bự con sợ hả?
không chơi, chơi mình quá, không anh em ruột thịt thấy em bự con với anh Hiền lắm mà. Chính mình thương mình à, không anh? Ừ. Đừng có tính ai, vợ con cái chồng bồ bịch. Ba giờ mày thấy anh Hiền không? Hả? Thấy anh Hiền không? Hiền. Ừ. Sao nói sợ anh quay em mà dễ thương nữa. Sao lại nói sợ anh? Lạ mà. Lạ hả? Lạ gì nữa, hôm gà em mình quen nhau cả tháng rồi. Không, bữa nay là nhìn thấy Mơ buồn quá, cả nhà hai lần gần đây gặp lại thấy Mơ buồn không? Vừa rồi nụ cười mà. Vừa rồi cũng buồn, lần này cũng buồn. Đã có chồng, có con, ra màn ăn vui vẻ, tấn đấu rồi đó. Đúng hả? Ai luôn rồi đó, đồng đồng luôn. Quen không? Quen mở vốn phê luôn. Lâu quá hả? Vợ con là sao? Nếu vợ con không được con sao? Nó chơi nó. Ngon quá, cái này Mơ dắt đi uống nước ngon quá. Cơm nước rồi. Hồi nãy phải lại sớm tôi dẫn ăn cơm. Gì? Hồi nãy dẫn lại sớm dẫn nãy ăn cơm. Nãy có cô chú anh chị ở Long Xuyên qua tìm em phải không? Vậy là quá em ơi. Ơi, dẫn ăn cơm nhóc hết trơn. Ăn ở đâu à? Ăn trên đây nè, cái chỗ ở trên đây. Vậy hả? À, gì à, thịt heo, cái gì nhóc hết trơn. Heo gì nhóc hết lại gì? Ừ. Đầy đủ món. Đầy đủ món chưa hả? Nhóc hết trơn. Bà nào mới lại quất bà khó. Vậy khó hả? Khó. Có à, anh không? Khó không, hai chồng khó. Đi xe gì vậy? Nhưng mà bốc vô. Đi ô tô. Ồ ôi, bây giờ bữa nay được đi ô tô nữa đó hả? Rồi về nào mà lấy xe đạp đi à? Tôi mới quay về đó, cho 200 ngàn. Bữa nay không còn đồng bạc nữa. Ừ. Anh nó cho 200, với anh 100, 300. Ừ. Hết trơn tiền. Vậy hả? Vậy đó biết thương đồng tiền chưa? Hả? Biết thương đồng tiền chưa? Biết à. Biết rồi. Rồi. Xài gì vừa thôi, em xài quá rồi, bây lỡ em hết tiền rồi sao, ai đâu cho em hoài. Ai cho? Sợ. Ừ. Không có sợ anh. Ừ. Không có sợ đại ca mà sợ ai ha. Ừ. Đại ca mà sợ ai mơ. Mơ nó chơi gặp trời ha. Đánh ông cũng tốt chứ. Ai? Không á, thương con cháu đâu đánh. Cái mặt ngầu lên dữ rồi. Ai? Em á. Khùng. Mà em kêu em, cái em làm căng quá căng à. Khùng khùng bệnh. Xin lỗi. Mới giờ xuống à. Ê mà anh nghe nói như là vợ ông Kiểm làm bên chỗ đó đúng không? Ừ, sao biết luôn. Gì? Thật ông thầy hả? Anh nghe nói. Vợ đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Đẹp á. Mà em làm gì qua bển gì à? Em kiếm bả hả gì? Không kiếm đi chơi. Kiếm bả làm gì, ngày nào không đi chơi, đi nhỏ lắm. Vậy hả? Đi uống nước đi chơi, buồn đi chơi. Về ở nhà ông hạp á, nằm không cự cãi người ta sớm vậy hả? Qua đó rồi cơm nước ta cho ăn, bưng nước rồi tiếp người ta. Bà có tụi anh lại thì em vui phải không? Em ở nhà mình em buồn không? Vui mà cũng buồn lắm nha, chứ không phải vui đâu nghe cơm. Vui mà cũng buồn là sao, phải giải thích coi. Tại sao vui mà luôn đó. Vui là sao vui mà bạc. Buồn là sao vui mà buồn. Tại vì mấy anh là bên setup quay. Ừ. Cũng như là đồng nghiệp. Ừ. Là mấy anh là cái dạng như là mấy anh người dân. Ừ. Ruột thịt biết đâu mà ông nhờ mà người dân cũng nhờ. Ừ. Ông quản lý ha. Ừ. Còn ông quản lý ai hết trơn, nhưng mà kệ ta, ta làm gì ta làm, mình đồng ý. Ai chồng nhau. Đi ghét về đi. Hả? Tôi không quản lý nữa. Về làm gì vậy mày chưa? Ủa vô chơi tùm lum. Rồi chơi chút xíu đi. Chạy trốn. Ừ. Tại giờ em đang buồn nè, gọi đi chơi với em cho em buồn vui. Hả? Hả? Ông buồn hả? Anh cũng buồn luôn. Biết sao buồn không? Sao? Tại em không vui em mới buồn. Vậy hả? Ừ. Em vui lên đi, anh vui anh đi về kiếm luôn. Kiếm ngày nào mang mai tôi đi. Thì đó, để từ từ anh tìm cho. Anh hôm qua anh đã nói rồi, có thằng gì đó em chịu không? Nhớ không? Nhớ không? Nói lại ơi. Người đó thì sao? Công tay hả? Ừ. Đâu không? Không chịu hả? Tôi kiếm đó. Thôi đừng nói lan man. Đừng có nói lan man. Nhỏ này ông nói hiền không? Ai? Mơ hả? Hiền. Nè. Mơ hiền, mơ tốt luôn. Ừ. Mơ tốt bụng luôn. Bánh này thật là ngáo ngáo ha. Ông kìa. Rồi này bạn nhà, nhà của anh ruột mấy anh em. Anh tới 7 anh em luôn. Chỉ đó. Nói đúng ra tới 8 anh em luôn. Đúng hả? Anh đứng hàng số 7. Ông là bự nhất ha. Anh là nhỏ nhất kế Út. Ừ, không đi chơi nữa. Ừ. Đông học, đông học. Đã nói 8 anh em hỏi ừ, đông không? Ừ, nó khùng, nó quẹ, nó điên. Anh em bự con hả? Bự không. Ôi trời. Cũng có vợ, có chồng chân ha. Ừ. Rồi, nhà giàu chân ha. Ừ. Con cái luôn ha. Ừ. Cho mày vô chơi, mày cùng vô chơi đi. Ừ. Ông thương mày chứ mấy ông kia không chịu ha. Ừ. Ông vô kiếm mày chơi đó. Nó cũ đó. Cái nào anh gỡ bà chị Sương giùm coi. Chờ. Sương ba lại á. Chờ. Bọn nghe còn nó nát nè. Ừ. Vĩnh Thành nè.
Tôi biết đi vô mồng tôi ngủ với bà già ăn bên tôi biết đi chứ. Tối mấy giờ ngủ? Tôi đâu à, giờ này là 7-6 giờ tôi ngủ rồi. Không chơi ai. Mày bữa nay sao mua thuốc uống à? Đóng cửa rồi, nóng sốt. Nóng sốt hả? Giờ này con My về chứ ông anh? Về rồi. Cảm ơn anh. Giúp em nó vậy nè. Con mơ nó cùng điên mấy anh với chị cũng thương chứ tức đừng quýnh chữ nó, nó điên. Đâu ai quýnh chữ em đâu, nó trên đây người ta thương em không như buồn. Chứ anh chị nó, ai nó cũng thương, dù mẹ ruột mẹ người dân. Nó muốn á khẩu nó, tại cho người ta sống đi. Làm phước bà qua bà. Rồi rồi rồi. Cùng điên là bà mà anh mà anh cái gì. Nhà là của đàn ông, tiền là chứ cầm chứ của ông. Anh mới cho mà có nhiều. Lạ người ta nói mơ. Ăn bị không lấy bị ăn nè. Bị gì? Bị của thôi nữa, để gì nữa về nhà cho con ăn đi. Để bữa nào tôi mua đòn trả đồ nem cho em. Thôi. Nhóc rồi chị. Nè mẹ bốt nè. Mẹ bốt ghé dì Bảy chơi thôi. Đừng nói gì nhiều khi em nói cái dì Bảy cho mình. Dì Bảy bán cũng tội nghiệp dì Bảy. Ê, ở chánh có bán không? Có, ở Long Xuyên thiếu gì? Ừ, lên chánh tả luôn mà. Long Xuyên không có gì thiếu hết trơn, không thiếu gì hết trơn. Long Xuyên nằm ở đâu ta? Có dịp anh đưa em về chánh cho em chơi một bữa. Long Xuyên ở đâu? Thì Long Xuyên ở Long Xuyên chứ đâu. Ông nội chưa dám đi đâu ông nội. Anh chở em lên. Đâu đâu cha. Đi có ai đi, chị Tăng, anh Tăng. Bây giờ là không có tin anh phải không? Không. Anh Tăng, chị Tăng lên không? Không. Giờ đi với anh lên, chịu không? Không. Dắt cho đi Long Xuyên chơi, ăn uống không thiếu gì hết. Má không cho đi đâu. Không cho. Vòng vòng mất xác á. Ai làm gì má? Long Xuyên đây anh chảnh chạy mười mấy cây số tới rồi. Không, không. Nghe không? Đi không? Cho ông kiểm tôi đi bữa coi. Không có cho ông kiểm đi, cho em đi. Cho ghét em với My rồi đi. Ghét ông à? Không có ghét nhưng mà nói chung là không có biết. Ông hiền khô. Thiệt không? Hiền sao ông hiếp em? Ông hiền, đánh thật là thôi. Em nói gì không? Hiền tại sao ông hiếp em? Ông biết luôn hả? Em nói chứ ai? Ông làm đây. Hả? Ông hiền khô à, hay lúa. Dạ. Yeah. Nào cho ông lên chợ chơi rồi. Bởi vì mơ mới thương đúng không? Ừ, hiền thật là. Mơ thương ổng bao lâu rồi? 15 năm à, lúc anh vui còn còn sống. Dạ. Yeah. Nó sơn ai cầm xe nhóc chơi ngủ. Dạ. Yeah. Ba mày. Làm ăn lớn nữa. Dạ. Yeah. Làm gì kiểm làm gì? Làm ăn lớn làm gì? Ôi nó là... bán bả cây lau nhà, nó bán cây lau nhà cứ nói gì linh tinh hoài. Bán cây lau nhà. Có bụng không? Hả? Có bụng không? Không. Trời. Ngon. Không ăn sao mà ghiết cái bụng trong bốc luôn mà. Mập uống nước. Uống nước nhiều hả? Ừ. Không ăn luôn. Ngày ăn cơm mấy buổi? Ăn cơm buổi một à. Ăn ít gì à? Mua nửa con vịt 95 ngàn cái đem qua hàng bạn. Làm gì ăn? Qua hàng bạn cái đói đói quá tao cho mày luôn nè. Cho mày luôn. Mày kho mày nhậu lên. Ờ tôi cảm ơn bà tôi nhậu luôn đó. Ăn đi tao ăn nói. Dạ. Yeah. Mua nào? Bệnh mà. Mua qua. Mua vịt mà chặt nước không? Cho người ta nhậu luôn. Tối ngày gì không nó có tiền. Nhà người ta nghèo khổ quá xin cho mẹ nó tới mình xin quà. Nó gì đó cô chú anh chị mơ có tiền trong người là nó mua đồ cho người ta không mà cô chú anh chị. Bởi vì khi nhậu, bây giờ em hiểu rồi ấy, thì em cũng thương mơ nhiều lắm. Thì vừa rồi cũng vậy nè, đi theo mơ đi xuống quán phê ngồi dưới kia chơi chơi chút xíu nó mua đồ xuống nó cũng cho người này ăn. Nó không tên gì tôi quên rồi nè. Ai? Anh tên gì? Nhớ rồi anh tên gì, không nhắc nữa. Dạ. Tên quên gì? Rồi. Nhớ coi, chắc không là dễ luôn. Đâu, đâu, đâu. Hả? Không có nhớ. Không nhớ luôn. Ừ. Không nhớ mai mốt kêu cho đầu chọc đi. Dạ. Yeah. Nghe không? Lên trên kênh kêu tôi là cái ông đầu chọc hoài à. Không, đầu chọc, chọc lên. Tôi nghe nói rõ ràng luôn. Mới sáng này nữa nè. Đâu nhớ lên. Mới sáng này kêu cái ông đầu chọc hôm qua nữa nè. Đúng không? Không. Chối ha, rõ ràng kêu tôi là cái ông đầu chọc của mình. Anh Tăng, chị Tăng cho một like, anh gì nè. Anh gì? Anh tên gì quá nè. Tên gì đang nấu nè. Anh đầu chọc. Ừ, anh đầu chọc cho một like, anh đi tận nghiệp anh đi. Cho mơ có tiền đi làm phước. Ha. Ờ. Em làm cái đó là em cũng đi làm phước người ta đó. Làm phước tôi cắt cái chùa. Ừ. Chùa lớn á, tham quy. Ừ. Lúc trước em bán cà phê trên thành phố. Vậy hả? Rồi sao giờ không bán nữa? Ông xe tải ghê quá. Sao vậy? Ông bị cái gì nữa. Sao vậy? Sao giờ không bán nữa? Thì cái giờ em nghỉ luôn về. Về luôn hả? Mất quay không? Rồi ông giữ mà. Bây giờ cho quay không? Ừ. Ừ, chó được rồi. Cho đang giữ thân rồi nè. Ừ. Tùm lum rồi nè. Ha. Ừ. Đi bạn ông. Quay gì? Anh em mình mà. Đúng không? Ừ. Dù mẹ không đẻ cũng anh em ruột. Đúng. Đúng. Hiểu không? Tôi xem ông như anh em ruột. Đúng. Cùng điên cái gì? Cho mơn like nha cô chú anh chị. Dạ. Lên coi. Cho ông like đi. Hai anh em ruột nha, buổi chiều tâm sự đã buồn. Đúng rồi. Mơ đang buồn hả cô chú anh chị buồn. Ơi.
Bây giờ nói chung là em buồn về cái gì? Mày buồn đời vậy đó, buồn chứ buồn gì? Phải có cái chuyện với em buồn. Buồn trong gia đình không được thân tháo vậy thôi, nói mẹ đi. Cho nên là bữa nay mới đạp xe đi chơi đúng không? Ừ. Không bữa... được yên ấm gia đình. Bữa nay đi xuống trễ chút xíu là mơ xách xe đi mất tiêu rồi cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ cái điểm đến của mơ á thì mình cũng biết rồi. Cho nên thì mơ đi thì mình chỉ biết chạy tới đó là gặp thôi. Ông mà gặp chị dâu tôi về ông tấn luôn. Dữ lắm hả? Trời ơi, con gấu. Dạ hả? Chị không được à, tôi nói. Dạ. Mập chín mấy ký mặt cũng mới gan ông chứ. Trời ơi, biết anh nhiêu ký không? Nhiêu. Trời ơi, bà làm sao nặng anh? Trời ơi, bà bự con. Bự không? Bự, đi lô xô vậy, Tết ông gặp. Dạ. Dâu bà qua.